Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đã bước qua là ngày thứ sáu rồi và man oh man, đã lâu rồi chúng ta không có một ngày mà sôi động như vậy. Thật ra đó hôm nay là một ngày mà chúng ta có rất nhiều những cái thông tin lớn Nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào giá cả của crypto đó Thì phần lớn các bạn thấy được là hôm nay xuống khoảng chừng là 5% Tùy theo là các bạn nhìn vào đồng nào nhưng mà những đồng lớn đó thì xuống cỡ đó các bạn nhưng là chúng ta nói tới BTC đó thì xuống khoảng chừng là 4% Ethereum 6% vân vân và cả thị trường crypto đó thì xuống khoảng chừng 5% ngày hôm nay nhưng mà vốn hóa thì vẫn hơn 1.000 tỷ đô la và chúng ta có rất nhiều thông tin nhưng mà nào mà theo dõi mạng xã hội thì chắc cũng đã theo dõi những cái tài liệu liên quan tới SEC, Kraken và những cái thông tin liên quan về cái sự kiện này thì thật ra nếu như chúng ta nói là ngày hôm nay đó giá đi xuống tại vì liên quan đến cái sự kiện SEC đó thì cũng có thể một phần nào thôi các bạn. Trên trang bản đó các bạn thấy được là giá cả của BTC cũng đã có cái sự tăng trưởng một thời gian rồi, những cái altcoin tăng trưởng còn nhiều hơn nữa. Thì sớm muộn gì chúng ta cũng đã biết là sẽ có một cái đợt điều chỉnh thì những gì xảy ra ngày hôm nay có phải dẫn đến giá cả đi xuống hay là không hay là thật ra thị trường cũng chỉ đến mức điều chỉnh mà thôi phần trăm đi xuống cũng không phải là nhiều lắm các bạn nói chung chúng ta nhìn vào những đồng lớn thì xuống khoảng chỉ là năm những đồng nhỏ đó thì có đồng xuống nhiều nhất là chỉ có 16 mà thôi thì đương nhiên những đồng nhỏ này đó cái phần trăm dao động nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều nhưng mà các bạn thấy được là những đồng như là single đi net thì vẫn tăng 115 các bạn trong vòng một tuần qua cho nên hôm nay điều chỉnh một chút mà thôi hôm qua cũng điều chỉnh một phần hôm nay cũng điều chỉnh thêm một phần nữa thì rất là khó để chúng ta có thể nói là những gì xảy ra ngày hôm nay dẫn đến giá cả đi xuống mặc dù những gì xảy ra ngày hôm nay đó là những thông tin rất là quan trọng tôi chia sẻ với các bạn và chúng ta cũng thấy được là hôm nay đã chứng khoán hoa kỳ kết thúc cũng là một màu đỏ luôn nói chung đó thì chúng ta thấy được là thị trường thì đỏ khắp nơi chúng ta nhìn vào hợp đồng dầu đó hôm nay cũng xuống một chút cũng có đó mà thôi các bạn à, nhưng mà đã xuống một chút so với ngày hôm qua vàng hôm nay cũng xuống thêm một chút các bạn ở mức là 1872 đô cho mà ounce vàng thì cái sự lo ngại liên quan đến suy thoái tài chính á, thì vẫn còn cho nên rất là khó để chúng ta có thể nói là hôm nay crypto đi xuống tại vì một sự kiện niên đẻ nào đó có thể là chúng ta chỉ đến lúc có một đợt điều chỉnh mà thôi tại vì chúng ta thấy được là ngay cả chứng khoán cũng đang có một đợt điều chỉnh nếu chúng ta nhìn vào chỉ số nasdaq đó thì từ đầu năm tới bây giờ cũng đã có một cái sự tăng trưởng rồi các bạn Tôi biết là không có nhiều như là BTC nhưng mà các bạn thấy được là Mặc dù trong vòng mấy ngày qua đó thì chỉ số Nasdaq đi xuống liên tục Nhưng mà tính từ đầu năm tới bây giờ đó các bạn vẫn thấy được là tăng 1264 Thì cái đầu tiên thì muốn nói là chúng ta cũng không hề nói là giá cả đi xuống ngày hôm nay Tại vì tài liệu liên quan đến SEC Cái tôi muốn nói đây là ảnh hưởng có thể là có một phần nhưng mà nó không phải là tất cả Và tôi sẽ chia sẻ những chi tiết các bạn cần nên biết về những gì xảy ra Và hôm nay đó có thể là một cái video cũng khá dài các bạn tôi sẽ cố gắng chia chia sẻ nhiều nhất tại vì ngày mai và ngày mốt đó, thuộc một số công việc cho nên có thể là sẽ không có video nhưng mà ở bên trên kênh thì thường sẽ cố gắng để mà ra video ở bên kênh đó cho những bạn nào mà con thú muốn xem những cái video ngắn hơn nhưng mà trước khi mà chúng ta bắt đầu đó thì các bạn đã nhớ là hôm qua thường có đăng một cái bài liên quan đến những cái công ty mà ủng hộ cái hội nghị Bitcoin năm nay thì trong đó chúng ta có một công ty mà cũng khá là lạ đó chính là công ty xăng dầu Shell các bạn hôm qua thì có một bạn nói là đây là một tín hiệu À, đến từ vũ trụ các bạn, chúng ta nên sell tại vì <laughs> công ty này là công ty sell Oil các bạn <laughs> Cuối cùng thì giá hôm nay cũng đi xuống thì có thể đây chính là cái tín hiệu đến từ vũ trụ các bạn Hôm qua chúng ta cũng không biết tại sao mà tự nhiên có công ty sell là một trong những công ty mà ủng hộ cái hội nghị Bitcoin năm nay Rồi bây giờ chúng ta hãy nói tới là chuyện gì xảy ra vậy à, Chúng ta sẽ bắt đầu từ sàn Kraken thì để các bạn à, hiểu được đó, hôm nay chúng ta có một cái thông tin rất là lớn được chia sẻ Hồi sáng này thì thức dậy đó thì à, có một cái à, tin đồn à, nói là SEC có một cái cuộc họp kính ngày hôm nay Thì hồi sáng này ai cũng à, xôn xao các bạn, mọi người đều nghĩ là chúng ta sẽ có cái à, thông báo về SEC liên quan đến điều kiện liên quan tới XRP Ai cũng nghĩ như vậy tại vì ai cũng nghĩ là SEC sẽ có một cái thỏa thuận đi qua Triple nhưng mà cuối cùng không phải các bạn hôm nay đó đúng là SEC bang quản lý chính của Hoa Kỳ có một cuộc họp kính nhưng mà không phải với công ty Ripple mà với sàn Kraken và kết quả ra sao kết quả đó thì chúng ta thấy được là sàn Kraken đã đồng ý đóng các hoạt động staking để giải quyết vấn đề về SEC có nghĩa là họ sẽ ngân không cung cấp dịch vụ staking nữa ở cái thời điểm mà chúng ta nhận được thông tin này đó thì vẫn chưa có nhiều chi tiết chúng ta bây giờ đã biết thêm nhiều thông tin rồi thì sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn nhưng mà lúc này đó thì uh, phần lớn mọi người vẫn không có rõ lý do tại sao thì chúng ta cũng đã biết là SEC là ban quản lý chứng khoán ở Hoa Kỳ thì họ có thẩm quyền với chứng khoán có nghĩa là họ sẽ quan tâm đến những cái uh, sự kiện như là ICO phát hành đồng hay là liên quan tới landing nhưng mà đây là staking các bạn staking staking thì không có phạm pháp cũng như là cũng không phải là lừa đảo thì tại sao mà SEC lại quan tâm đến chúng ta phải nói tới một cái thuyết được chia sẻ bởi CEO của sàn Coinbase là Brian Armstrong thì chính là cái thuyết này nè các bạn cái thuyết này được chia sẻ bởi giám đốc điều hành của sàn Coinbase và nói là có tin đồn SEC muốn cấm staking cái này là trước khi chúng ta có cái thông tin chi tiết À, nhưng mà chúng ta không rõ là có phải là tin thật hay là không Và hôm nay đây chúng ta nhận được cái thông tin là sàn Kraken đồng ý đóng hoạt động staking Nhưng mà khi nói tới staking thì nhiều người vẫn đang không có hiểu ở thời điểm này Tại vì họ nói là staking thì staking dạng nào Tại vì các bạn có thể stake uh, trực tiếp ở trên OnChain on-chain Giống như các bạn có thể dùng Cardano, dùng Ethereum và các bạn có thể tự stake một mình Và giữ khóa cá nhân hay là các bạn stake ở trong uh, liquidity pool có nghĩa là các bạn cung cấp tính thanh khoản hay là các bạn có thể stake không vào trung gian như là sàn Binance, sàn Coinbase, Kraken vân vân. Trên căn bản nó cho tôi cũng đã biết là SEC không thể ra lệnh cấm vì họ không phải là đơn vị lập pháp Họ chỉ có thẩm quyền với chứng khoán và có khả năng là SEC sẽ nói staking thông qua sàn là một hợp đồng đầu tư Cho nên đó là một cái chứng khoán Thì cuối cùng chúng ta cũng đã nhận được cái văn bản chính thức đến từ SEC các bạn Đây là trang web chính thức của Bộ Quản lý Chứng khoán tại Hoa Kỳ Thì thường đã đọc cái văn bản này rồi và thường đã tóm tắt những gì mà các bạn cần nên biết Đầu tiên hết là SEC đã cáo buộc Kraken là cung cấp dịch vụ staking là không hợp pháp và Kraken đã đồng ý đóng phạt là 30 triệu USD. SEC không có cấm staking các bạn, khác với là những gì mà được chia sẻ bởi Brian Armstrong. SEC đã trong bản bản này hoàn toàn không nói đến là staking là phạm pháp, chỉ nói đến việc staking thông qua Kraken mà thôi. SEC nói là nếu một công ty mà lấy crypto của khách hàng đó rồi gom lại đem đi stake để lấy lãi sau đó chia lại cho khách hàng đó thì đây là một hợp đồng đầu tư Tại vì sao? Tại vì có 3 điểm. Điểm đầu tiên, SEC nói là khách hàng không có quyền quản lý crypto của mình. Khi mà đưa cho Kraken rồi thì Kraken là đơn vị giữ khóa cá nhân. Và SEC lập luận là khi mà các bạn tham gia vào staking các bạn chấp nhận cái điều lệ của sàn Kraken thì chẳng khác nào các bạn ủy quyền cái số tiền đó cho Kraken thì họ là người mà là chủ của số lượng token đó, không còn là các bạn nữa. Thứ nhì là Kraken có quyền không trả lại staking nếu như mà gặp vấn đề tài chính Đơn vị mà ra quyết định trả lại hay không đó là sang Kraken Cái này nó không giống như là các bạn từ stake on chain Các bạn từ stake on chain đó thì các bạn nhận được reward Tùy theo là mạng lưới mà thôi chứ không cần phải thông qua một đơn vị thứ ba nào Nhưng mà cái này là không phải tại vì các bạn không phải tự stake Mà các bạn đưa tiền của mình cho sang Kraken rồi họ đem đi stake Điều thứ ba SEC nói là Kraken không cung cấp cho khách hàng staking tài liệu tài chính để khách hàng có thể quản lý rủi ro Có nghĩa là những người mà đưa tiền cho Kraken thì hoàn toàn không biết được tiền Kraken bây giờ có gặp vấn đề tài chính gì hay là không Họ không có đủ tài liệu để có thể biết được là mình đang đối đầu với những rủi ro như thế nào và dựa vào văn bản thì thông tin này đó chỉ ảnh hưởng đến những công ty, những sàn cung cấp dịch vụ staking cho người Hoa Kỳ mà thôi Không liên quan đến những quốc gia khác và họ nói là những sàn này, những công ty này đó muốn cung cấp dịch vụ staking thì cần phải đăng ký với SEC Staking on chain đây thì không ảnh hưởng và staking đó không phải là phạm pháp Chỉ là hành động của Kraken là hành động mà không có hợp lệ với the SEC Có nghĩa là những gì chúng ta nói tới mới đây đó là SEC chỉ nói riêng cái vấn đề của sàn Kraken mà thôi Chứ không phải là nói staking nói chung các bạn Đây là một điều mà cũng cảm thấy là nó nhẹ nhõm hơn Nhưng mình không sẽ chia sẻ sâu hơn để các bạn hiểu được những gì đang xảy ra Và SEC đó, sau khi mà có cái thông tin uh, liên quan tới phạt Kraken uh, thì đã nhanh chóng có một cái video uh, ở trên uh, Twitter các bạn Có nghĩa là video này đã được thâu trước đó rồi Thì khi mà các bạn xem cái video này của Gary Ganser, cũng giống như là nhiều video trước đó Thì đã được uh, thâu sẵn và giống như là một cái video YouTube vậy các bạn Và đối với lại một người chủ tịch SEC đó, thì tôi cảm thấy làm những cái video này đó Nó cũng uh, hơi không hợp lý lắm các bạn Giống như là một người làm YouTube làm để mà kiếm view gì đó có nghĩa là thuận thấy hầu như là chủ tịch Gary đó thích được nổi tiếng hơn là làm những gì cần thiết các bạn và chúng ta cũng thấy rất là nhiều meme được chia sẻ sau khi mà có cái thông tin SEC phạt Kraken các bạn đây là một trong những cái meme mà chúng ta cũng thường hay thấy nhưng mà thường đó là nó khác một chút các bạn thường là cái người lính này giang tay ra để mà đón nhận tất cả những cái gì xấu nhất để mà bảo vệ người em nhỏ đang ngủ nhưng mà cái này thì ngược lại các bạn cái này thì SEC đó thì ngăn cản những công ty như là Kraken hay là Ripple hoạt động Nhưng mà ngược lại thì lại hoàn toàn không bảo vệ chúng ta Khỏi những cái như là Celsius, FTX, Voyager hay là Luna các bạn Đây là một cái meme mà đã được chia sẻ rất là nhiều Nhưng mà chúng ta trở lại đi thì hầu như là Gary Gensler rất là thích được nổi tiếng các bạn, các bạn thấy được là nhìn à, những cái video này đó nó không có giống như là video đến từ uh, bộ quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ và rất rõ ràng là SEC đã càng ngày càng lớn tới, họ không những là quan tâm đến uh, phát hành token và bây giờ họ lớn qua lending rồi bây giờ họ lớn qua staking rồi các bạn. Cho nên càng ngày đó thì Gary Gensler càng rõ ràng là ông ta rất là muốn có hoàn toàn quyền quản lý thị trường này Nhưng mà nó cũng không phải đơn giản gì đâu để thường chia sẻ thêm với các bạn Thì các bạn có biết là tại sao bao nhiêu sàn Hoa Kỳ có dịch vụ staking nhưng mà SEC chỉ nhắm vào Kraken mà thôi Kraken thật sự là một sàn mà cũng đã có mặt rất lâu đời rồi các bạn Bản thân thường thì cũng có một cái account ở Kraken nhưng mà cũng mới sử dụng Tại vì hồi xưa thì cũng nổi tiếng hơn các bạn Sau này chúng ta có nhiều sự lựa chọn cho nên thường cũng không có còn sử dụng Kraken nữa nhưng mà Kraken là một sàn mà đã có lịch sử lâu đời Nhưng mà nếu nói là một sàn lớn ở Hoa Kỳ đó thì không phải Chúng ta nói tới Coinbase à, thì nổi tiếng hơn nhiều Nhưng mà SEC lại không nhắm vào Coinbase Trong khi Coinbase cũng có staking nhưng mà lại nhắm vào Kraken Thì có một cái thuyết âm mưu được chia sẻ là năm 2021 Thì sở thuế, nghĩa là IOS ở Hoa Kỳ đã đòi Kraken giao tài liệu khách hàng để mà họ tính thuế xem có ai trúng thuế hay là không thì dựa theo thông tin được chia sẻ với Coindesk ngày hôm nay đó, thì Kraken đã từ chối không giao ra những cái tài liệu đó, không giống như là chúng ta nói tới là Coinbase và những sàn khác thì họ đều hợp tác nhưng mà Kraken thì lại không muốn hợp tác và nhiều người cho đây lý do tại sao mà năm 2023 SEC lại trứng lột Kraken, lại nhắm vào sàn Kraken mà không phải là những sàn khác, trong khi lại biết bao nhiêu sàn cũng có dịch vụ staking nhưng mà không khi nhắm vào riêng Kraken mà thôi thì đương nhiên đây là một cái thuyết âm mưu thôi các bạn nhưng mà trước khi mà chúng ta nói đến những gì mà sec nói có hợp lý hay là không trước khi các bạn ra quy định đó tại vì mới đầu đọc thì các bạn có thể nghe là cũng hợp lý nhưng mà thật ra cũng không hẳn đâu tại vì chúng ta sẽ nghe một cái lời phản biện đến từ một người mà một người thật sự cũng là ở sec luôn các bạn đó chính là ủy viên hester pierce thì đây là một trong những người làm việc với SEC các bạn Và SEC đó thực sự là có 5 người bỏ phiếu để quyết định à, Chúng ta đương nhiên thấy người đứng đầu là Chủ tịch Gary Gansler Nhưng mà bốn người bên dưới này đó tất cả đều là quỹ viên hết Và các bạn thì được là Hester Pierce một trong năm người ở SEC có thể bỏ phiếu để quyết định Thì đương nhiên À, tôi nghĩ là Hester Pierce bỏ phiếu chống lại việc là bắt phạt Kraken Nhưng mà những người khác thì có thể ủng hộ Chủ tịch Giao Giang Sự Chúng ta không biết được là bên trong họ nói những gì Nhưng mà cái mà chúng ta biết đó là sau khi mà có cái thông báo đến từ trang chính thức của SEC Thì ủy biên Hester Pierce cũng đã đưa ra một cái bài viết phản biện lại cũng đăng ngay trên trang web của SEC luôn các bạn. Các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ đó thì rất là thú vị à, tại vì nhiều người thì thích xem chính trị Hoa Kỳ và bàn tán và có người ủng hộ, có người không ủng hộ, có người có quan điểm này, quan điểm kia, có người đảng này, đảng kia. À, nhưng mà thật ra đó đối với lại rất nhiều người, chính trị Hoa Kỳ đó nó thú vị đó giống như là các bạn đang xem một cái bộ phim truyền hình gì đó giống như là một cái sân khấu gì đó các bạn à, và có rất là nhiều người họ rất là nặng về chính trị các bạn nghiêng về bên này bên kia và thậm chí đó ở Hoa Kỳ những lúc mà có bỏ phiếu cho tổng thống đó thì nhiều khi cha con không nhìn nhau đâu các bạn họ không thể ngồi chung một bàn tại vì cha có thể ủng hộ một đảng rồi con ủng hộ một đảng à, dẫn đến là cái sự bất hòa nhưng mà thật sự đó Bất cứ ai làm cái gì ở trong chính trị cũng đều có lý do hết các bạn. À, và khi mà chúng ta thấy được là Hester peace công khai chống lại chủ tịch Gary Gensler trong khi mà trên căn bản đó chủ tịch Gary Gensler chính là sếp của Hester Pierce nhưng mà bà ta cũng không có nể bà đăng một cái bài phản biện không phải là trên mạng xã hội các bạn mà ngay trên trang web chính thức của SEC luôn có thể các bạn cảm thấy được là động thái này nó không có hợp lý tại sao mà lại công khai chống lại sếp của mình ngay trên trang web chính thức của SEC như vậy làm gì có phải là làm cho người ta không có cái nhìn tốt về SEC hay là không thì cũng có nhiều lý do các bạn thứ nhất đó tôi nghĩ là Hester Pierce muốn nêu quan điểm của mình và muốn cho mọi người thấy đó cái mà không hợp lý ở đây không phải là SEC mà chính là chủ tịch Gary Gensler Chủ tịch Gary Johnson là người đứng đầu của SEC hiện tại nhưng mà không phải là đại diện cho SEC mãi mãi. SEC là một đơn vị khác còn Gary Gensler là một con người các bạn. Cho nên hai cái này nó không có phải là hoàn toàn giống nhau. Cho nên chúng ta cũng nên nhìn vào SEC là một đơn vị mà có nhiều người có nhiều cách nhìn khác nhau. Đó chính là lý do tại sao tôi nghĩ là Hansel Pierce muốn công khai đưa ra cái bài viết này. Thứ nhì nữa đó là Hansel Pierce có thể đã, đã có hai quyết định. Quyết định đầu tiên à, đó chính là sẽ rời khỏi chức vụ ủy viên của mình à, Bà sẽ tham gia vào một công ty crypto nào đó Cho nên luôn luôn ủng hộ các bạn Hay là Hester Pierce thật sự đang nhắm trực tiếp vào cái ghế chủ tịch Có thể là bà ta là người mà muốn xóa ngôi Gary Gensler Sau khi mà cái nhiệm kỳ năm 2026 kết thúc Thì uh, có thể Hester Pierce là người mà muốn giữ chức vụ chủ tịch Cũng có thể luôn Ai làm gì cũng có lý do hết á, Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào cái sự phản biện đến từ Hester Pierce thì quỹ viên Hester Pierce đã nêu ra một số điểm và nói là Chủ tịch Gensler đó có những cái kết luận không hợp lý. Thứ nhất là Hester nói là chưa dù bạn có đồng ý với phân tích là công ty Staking phải đăng ký hay là không đó. Câu hỏi cơ bản hơn là liệu có thể đăng ký với SEC hay là không? Làm sao để đăng ký? Hầu như là SEC chưa bao giờ đưa ra bất cứ một cái cách đăng ký nào hết. Trên trang web cũng không có, cũng không có một cái quy định đăng ký nào rõ ràng hết cho nên bây giờ SEC nói là Kraken không có đăng ký nhưng mà làm sao đăng ký và họ có biết là phải đăng ký hay không cái đó là hoàn toàn là không có cho nên đó là điểm đầu tiên mà nêu ra là không hợp lý điều thứ nhì là bà ta nói là SEC đó đã biết về giờ vụ staking crypto một thời gian dài rồi và trong thời gian đó không có bất cứ hành động gì hết đó. tại sao lại không lựa chọn tìm hiểu và đưa ra quy định mà lại gấp rút trừng phạt một công ty như là công ty Kraken như vậy có nghĩa là bà ta nói là tại sao mà SEC chờ lâu như vậy không làm gì hết và bây giờ lại ra quyết định à, là trừng phạt mà không ra quyết định là tìm hiểu và đưa quy định rõ ràng. Điểm thứ ba được nói đến là điều đáng lo ngại nhất là giải pháp của SEC. Đối với vi phạm đăng ký là bắt phải đóng cửa hoàn toàn một chương trình đã và đang phục vụ tốt cho các khách hàng. Không có bất cứ dẫn chứng nào hay là khiếu nại nào cho thấy là Kraken có vấn đề hết. Bắt buộc sàn cracking nhưng dịch vụ stacking mà không tìm hiểu rõ ràng không cho cơ hội đi đăng ký làm tổn hại lợi ích người dùng đó chính là lập luận của hessupis và là phương pháp lười biếng để giải quyết các vấn đề đi ngược lại với hứa hẹn là SEC sẽ hỗ trợ thị trường crypto phát triển một cách lành mạnh và công bằng thì SEC, đã chủ địch giao johnson cũng nói là ông ta rất là welcome tất cả những dự án nào những công ty crypto nào mà có câu hỏi về pháp lý muốn kinh doanh một cách hợp pháp đó thì đến SEC để được tư vấn nhưng mà trên căn bản đó khi mà đến SEC rồi à, thì đây là cơ hội để ông ta biết rõ ràng công ty làm những gì rồi sau đó ông ta sẽ tấn công công ty đó dùng những thông tin ông ta nhận được cho nên đây là đi ngược lại với những hứa hẹn mà chủ tịch Gary Gensler đã nói và điểm cuối cùng đó bà ta nói là các dịch vụ stacking không đồng nhất do đó các hành động thực khi pháp lý riêng lẻ này đó không nói lên bất cứ điều gì và những gì mà chưa được giao ra làm đó cũng không phải là luật các bạn đây chỉ là dựa vào một công ty duy nhất đó chính là công ty Kraken mà thôi không liên quan đến những công ty khác đó chính là những cái lập luận của ủy viên Hester cho nên những gì mà được làm đó thì cũng không có hiệu quả gì gọi là dài hạn hết á đây chỉ là gây thêm nhiều cái sự khó hiểu cho thị trường mà thôi các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ là To The Gale Gansler nói đúng hay là Has The Pizza đúng? Đương nhiên một người ủng hộ thì crypto Một người đó thì hầu như là ủng hộ BTC các bạn Và cũng không có cái nhìn tốt về những công ty liên quan đến crypto Nhưng mà sau khi mà chúng ta có bài viết này đến từ Has The piece Thì chúng ta thì được là Coinbase cũng đã ra một cái thông báo Tại vì sàn Coinbase cũng có dịch vụ staking các bạn Nhưng mà sàn Coinbase nói là họ vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ staking Coinbase họ nói là họ đơn giản là đưa ra staking reward cho khách hàng trừ chi phí vận hành và không hứa hẹn phần trăm lợi nhuận tất cả dựa vào on chain reward cái mà tôi không hiểu ở đây đó là khi mà các bạn nhìn vào tài liệu được chia sẻ bởi chủ tịch Gary Gansler, thì cái điểm mà ông ta nói dẫn đến việc trừng phạt sàn Kraken không phải là sàn Kraken không có đem tiền đi stake các bạn mà ông ta nói là việc sàn Kraken lấy tiền khách hàng rồi gom lại với nhau rồi đem đi stake À, rồi trả lời những khách hàng đó cái hành động đó là một hợp đồng đầu tư tại vì trên căn bản đó người khách hàng đó thực sự là chỉ đưa tiền cho sàn kraken và chờ đợi lợi nhuận mà thôi còn việc là lợi nhuận đó đến từ đâu có thể là sàn kraken dùng cái đó để mà đem staking thật sự dùng cái đó để mà đem vận hành công ty kiếm lợi nhuận hay là dùng cái đó để mà cho người khác vay rồi lấy lại chia cho khách hàng đó thật sự đối với khách hàng họ ký cái hợp đồng đó họ chỉ muốn lợi nhuận mà thôi cho nên việc có stake hay không đó không có phải là lý do tại sao dẫn đến Kraken gặp vấn đề mà cái vấn đề đây là Kraken đã lấy tiền khách hàng và sau đó dùng đó để mà đem đi đầu tư một cách nào đó có lợi nhuận rồi chia cho khách hàng và khách hàng trên trang bạn là quỹ khác cái tiền đó cho sàn Kraken thì Coinbase cũng như vậy các bạn khi mà các bạn tham gia vào sàn Coinbase để mà stake đấy các bạn cũng đâu có thể nào mà tự lưu trữ khóa cá nhân đâu cho nên tôi không hiểu tại sao mà Coinbase lại ra quyết định là những gì xảy ra với Kraken không liên quan đến Coinbase tôi nghĩ là ít nhiều gì cũng sẽ có cái sự quan hệ ở đây nhưng mà có thể là tại vì sàn Coinbase à, cũng nghĩ như là Hester Pierce nói là những gì xảy ra với lại Kraken đó chỉ là một hành động riêng lẻ mà thôi, không phải là một cái luật liên quan tới staking. Khi nào mà SEC tìm đến Coinbase thì lúc đó mới tính tiếp. Tôi thì là họ nghĩ như vậy. Thì đây là những gì mà xảy ra liên quan tới SEC các bạn và chúng ta có thể thấy được là chúng ta cũng có một cái thông tin khác được chia sẻ ngày hôm qua liên quan tới đầu ổn định nhất là chúng ta nói tới Paxo các bạn. thì hôm qua đó có cái thông tin là bộ tài chính ở New York, NYDFS À, đang điều tra công ty Paxo. Thì Paxo là một công ty à, đồng ổn định của họ đó thì không phải là một đồng mà được nhiều người sử dụng đó chính là đồng uh, Paxo Dollars USDp nhưng mà công ty Paxo này lại rất là quan trọng tại vì họ cung cấp đồng ổn định cho sàn Binance và cái đồng Binance USD đó thật ra không phải là sàn Binance được phát hành Và đồng BUSD này là đồng ổn định được phát hành ở công ty Paxo ở New York các bạn công ty này thì có đăng ký hẳn hồi nhưng mà chi tiết đó thì tại sao bộ tài chính New York lại điều tra công ty Paxo chúng ta vẫn chưa có rõ nhưng mà hiện bây giờ đó không phải là bull season các bạn cũng không phải là bear season mà là first season hầu như chúng ta nhận được cái first liên tục liên tục liên tục luôn ngày nào cũng có những cái thông tin đáng lo ngại gây cái sự khó hiểu dẫn đến nhiều người bắt đầu hoài nghi à, về tinh thần của thị trường nếu mà nào mà đã trải qua năm 2019 thì chắc cũng đã có những cái cảm giác tương tự rồi năm 2019 khi mà chúng ta thấy được là giá BDC đã chạm đáy thời điểm đó là 3.500 đô cuối năm 2018 rồi sau đó chúng ta cũng ở cái mức thấp đó à, xoay quanh mức là từ 3.500 tới 4.000 đô đầu năm 2019 lúc đó chúng ta cũng có rất nhiều những cái thông tin phớt các bạn lúc đó là những thông tin phớt liên quan tới là hoa kỳ có ý định cấm crypto nước này cấm crypto crypto nước kia cấm sàn giao dịch vân vân rất nhiều cái thông tin đó nhưng mà cuối cùng đó, những cái thông tin đó nó cũng không phải là sự thật các bạn và hầu như khi mà chúng ta đã đến một mức nào đó rồi những người nào muốn bán thì đã bán những người nào muốn rời khỏi đây rời khỏi Những người ở lại đó Thì hầu như họ có lòng tin rất vững chắc Và thời điểm đó Cái mức mà họ có lòng tin rất vững chắc là 3.500 đô Cho nên lúc đó cho dù là có thông tin gì đó Cũng không thấy giá cả xuống thêm nữa các bạn Nhưng bây giờ đó là chúng ta Có phải nằm trong cái thời điểm tương tự hay là không Tuy là chúng ta thấy được là hôm nay đã Giá cả đi xuống 5% Nhưng mà nói thật chứ 5% giảm Sau khi mà có nhiều thông tin đáng lo ngại như vậy đó Mà chúng ta thấy được là đã có một cái đợt tăng trưởng nhiều à, trong vòng mấy tuần qua rồi thì cũng không phải là một cái phần trăm giảm rồi là đáng nói đâu các bạn. Trên chăn bản nếu chúng ta nói tới giá bây giờ đó là 21.800 đô thì cũng xoay quanh mức là 22.000 đô, trong khi mà cách đây một tháng đó chúng ta xoay quanh cái mức là 16.000 đô các bạn. Cho nên à, khi mà nói tới những thông tin phết này đó thì thật ra cái sự ảnh hưởng có thể là có nhưng mà không có nhiều như là mọi người nghĩ. Có thể là chúng ta phải cần thêm nhiều thông tin phết lớn hơn nữa các bạn. Chứ nếu như những cái như thế này đó thì tôi nghĩ là những bạn nào mà đang ở lại à, thì thật sự rất nhiều bạn trong dòng hai ba tuần qua đó thì điều tìm kiếm những cái điểm để có thể mua thêm một cách nó hợp lý hơn tại vì nhiều bạn cũng chưa có tích lũy đủ cho nên vẫn tiếp tục trung bình giá thì bây giờ bản thân cũng như vậy cho nên khi mà giá đi xuống đó thì nhiều người vẫn cho đây là một cái cơ hội để mà tích lũy ít ra thường nghĩ là như vậy đương nhiên đây chỉ là những gì thường đang làm mà thôi không phải là lời khuyên đầu tư mỗi bạn thì có mỗi cái vị thế khác nhau và cách đầu tư khác nhau nhưng mà cái điều mà quan trọng hơn hết là khi mà chúng ta bình tâm nhìn lại những gì xảy ra trong vòng 6 tháng qua đó những cái thông tin liên quan tới New York DFS nghĩa là bộ tài chính New York à, SCC SEC vân vân chúng ta có rất nhiều những cái đơn vị pháp lý ở Hoa Kỳ có nhiều hành động liên quan đến crypto trong vòng 6 tháng qua thì thuận có một cái suy nghĩ thế này tất cả những hành động chúng ta nhìn thấy được trong thời gian gần đây đó có thể quy ra thành 3 điểm đầu tiên hết là có rất nhiều kết luận nói là phát hành token là hoạt động kêu gọi đầu tư và phải đăng ký nhưng mà bản thân token đó đó giao dịch trên sàn sau khi phát hành thì không phải là chứng khoán và chúng ta đã thấy được điều này à, đã được nói tới thông qua cái vụ kiện giữa SEC và library các bạn đã nhớ là sau đó SEC đã thắng kiện nhưng mà họ cũng không hoàn toàn thắng tại vì sau đó đó thì thẩm phán đã nói là đúng là khi mà library phát hành token lúc đó là một chứng khoán nhưng mà sau khi phát hành rồi đó token đó giao dịch trên sàn thì đó không phải là chứng khoán nữa đó là điểm đầu tiên Điểm thứ nhì là có rất nhiều những đơn vị ra sức đàn áp các công ty crypto hiện tại về dịch vụ staking, lending Nhưng mà lại không nói rõ là staking và lending là phạm pháp mà chỉ nói là công ty phải đăng ký với SEC trước khi mà có các dịch vụ này Điểm thứ ba đó là có rất nhiều những nhà lập pháp họ không có thích các công ty phát hành đồng ổn định hiện tại như là chúng ta nói tới USDC, uh, Tether vân vân. Giống như chúng ta vừa nói tới là công ty Paxo cũng uh, có tin đồn là đang bị điều tra nhưng mà lại không có bất cứ một ai nói là những stablecoin là phạm pháp họ chỉ nói những công ty đó là phải có bảo hiểm rõ ràng như là fdic và được kiểm toán rõ ràng thì mới nên phát hành đồng stablecoin các bạn có nghĩ đi tất cả những gì xảy ra tất cả những sự đàn áp đó thì tới cuối cùng họ cũng không có chính thức cấm stablecoin họ có như là những cái nhà lập pháp vẫn không có bất cứ một cái thông tin gì là họ muốn cấm stablecoin cấm staking cấm landing Cấm phát hành token Tại sao vậy? Tại sao họ bỏ rất nhiều công sức ra nhưng mà cuối cùng họ cũng không có ra quyết định là cấm những cái này Thì thôi chỉ nghĩ đến là các hành động này đó thực sự là không có nhằm vào crypto các bạn mà nhằm vào các công ty crypto Các bạn hãy nghĩ đi nếu như một cái động crypto đó là hợp pháp nhưng mà những công ty hiện bây giờ đó thì không hợp pháp Tại vì đơn vị này nói là chưa đăng ký, đơn vị kia nói chưa đăng ký Thì ai có thể tiếp tục cung cấp cái dịch vụ này tại vì dịch vụ này đó là đương nhiên là có nhu cầu các bạn người ta có nhu cầu thì đương nhiên những công ty này có mới có dịch vụ Chứ nếu như mà những công ty này mà có dịch vụ mà không ai có nhu cầu thì họ cũng đã phá sản lâu rồi đương nhiên là người ở hoa kỳ đó có dịch vụ trading có dịch vụ mua token có dịch vụ staking lending các bạn ai cũng có cái nhu cầu đó cho nên mới có những dịch vụ này thì bây giờ nếu như mà chúng ta có nhu cầu những dịch vụ này không hợp pháp nhưng mà những công ty bây giờ đang cung cấp đó, có thể là không có giấy phép hoạt động thì ai sẽ được lợi nhiều nhất Thậm chí có thể nghĩ tới là các ngân hàng và tổ chức full war hiện tại Như là chúng ta nói tới BlackRock, Fidelity, Goldman Sachs các bạn Và gần đây chúng ta cũng đã nghe nhiều thông tin là Fidelity muốn có sàn riêng BlackRock bắt đầu là tham gia vào thị trường này, Goldman Sachs cũng như vậy Và những công ty này đó họ đã có quan hệ lâu năm với lại SEC có đăng ký, có bảo hiểm, có kiểm toán thì có phải là những gì xảy ra bây giờ đó thật sự là lớn hơn mà chúng ta đang nghĩ hay không? Có phải là những công ty truyền thống bây giờ họ muốn có một phần của thị trường crypto này nhưng mà họ lại không muốn cạnh tranh với những công ty hiện bây giờ và thật ra Gary Ganser đang hỗ trợ họ để họ có thể lấy được thị phần của thị trường này cái đó thường không biết các bạn thường chưa thể chia sẻ những gì mà thường nghĩ đến mà thôi các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở bên dưới